Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là 18 giờ, chúng ta lại gặp nhau tại điểm hẹn của những câu chuyện văn hóa xã hội gần gũi trong cuộc sống. Thanh Vân và Đồng Thoại sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì đã là ngày 25 tháng Chạp rồi và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì Tết Nguyên Đán của chúng ta đang đến. Không biết rằng là chị Thanh Vân thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với tôi khi mà chạy deadline về công việc và cùng với đó là lo lắng cho gia đình, chuẩn bị sắm sửa cho dịp Tết Nguyên Đán thì đó chính là một ngày cực kỳ đặc biệt. Nhưng tuy nhiên thì một ngày trôi qua thì lại cảm thấy vô cùng nhanh ạ. Vâng, thật sự là những ngày giáp Tết như thế này thì đó cũng là tình trạng chung thôi. Và mọi người thì đều bù đầu với công việc. Và ngoài ra đó thì cái sự di chuyển cũng đi lại cũng rất là mất thời gian. Vì là đường xá thì đông đúc và tình trạng tắc đường thì diễn ra ở khắp mọi nơi. Bao nhiêu điều lo lắng mỗi khi Tết đến gần. Thế nhưng bên cạnh những áp lực đó thì Tết rõ ràng lại cũng là một khoảng thời gian thú vị cho rất nhiều những hoạt động sáng tạo. Vâng, Tết chính là một chất liệu gia vị cho sự sáng tạo anh Thoại ạ. Và năm mới Giáp Thìn thì cũng đang đến gần rồi. Và câu chuyện về linh vật con rồng cũng đang được nói đến rất nhiều. Linh vật rồng dịp Tết Giáp Thìn với nhiều ấn phẩm bộ sưu tập đặc sắc ở đa dạng các lĩnh vực đã thu hút người dân và du khách. Câu chuyện đầu tiên về Tết sáng tạo ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến và chia sẻ cho tất cả quý vị đó chính là tác phẩm Linh vật rồng dài kỷ lục tại đường hoa Nguyễn Huệ. Cũng như mọi năm thì đường hoa Nguyễn Huệ vẫn là một trong những điểm đến thu hút nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay thì ngoài việc đường hoa được khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ và lộng lẫy thì điểm thu hút chính của hình ảnh linh vật rồng có kích thước khổng lồ đã được các nghệ nhân tích cực thi công tại hơn một tháng nay để phục vụ cho người dân trong dịp Tết này. Ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật giữa không gian rực rỡ của đường hoa năm nay là hình ảnh đôi rồng lưỡng long triều liên uốn lượn uy nghi. Với chiều dài hơn 100 mét, được tạo tác từ hàng ngàn vảy rồng lấp lánh, linh vật rồng là biểu tượng cho sức mạnh, sự thịnh vượng và niềm hy vọng về một năm mới an khang, hạnh phúc. Để tạo nên linh vật rồng độc đáo này, các nghệ nhân đã phải miệt mài làm việc trong suốt nhiều tháng. Linh vật rồng được lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng trong văn hóa truyền thống Việt Nam, với những đường nét uyển chuyển, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ. Kích thước của con rồng này thì là nó là 120 mét, và bề ngang của nó là bề ngang đều chiều lượng này qua chiều lượng kia nó là 17 mét. Cái khó khăn của nó nhất là cái mình phải đem máy uống về tại chỗ để mình uống lượng theo cái kích thước của nó, là cái đó là cái khó khăn nhất của anh em. Có thể là 2 ngày nữa là mình sẽ hoàn thiện. Tại bây giờ là mình được 90% cho con rồng rồi. Bây giờ mình chỉ còn là chân và mây là sẽ hoàn thiện con rồng này. Theo nhà thiết kế, linh vật rồng là sự kết hợp các đặc điểm rồng của thời Lý, Trần, Nguyễn, thể hiện ở các dáng vẻ đầu luôn hướng lên, mũi to, chóp mũi tròn, mắt lồi, miệng ngậm ngọc, bờm to ở má và trên đầu, thân uốn lượn, hình sim theo hướng bay lên là đặc điểm thường thấy trong hình ảnh rồng thời Lý và Trần. Hình dáng đuôi xòe như ngọn lửa là đặc điểm của rồng thời Nguyễn. Năm nay, 3 con rồng linh vật trên đường hoa Nguyễn Huệ có 3 màu sắc chủ đạo là vàng đất, xanh lam và cam đỏ bã trầu. Các vảy rồng được tạo hình thân thiện với môi trường khi hơn 90% chất liệu là mây tre và mảnh quạt nan. Song song đó, toàn bộ các công trình tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ cũng đã hình thành và hoàn thiện hơn 80%. Từ đầu tháng 1 đã chuẩn bị rồi, thì 15 ngày trước thì đã vận chuyển hết lên đây. Hiện tại thì dưới xưởng vẫn đang còn một vài hạng mục thì cũng trong giai đoạn hoàn thành rồi. Sẽ vận chuyển trong ngày nay hoặc ngày mai là vận chuyển lên trên đây, thi công trên đây hết. Dự kiến vào ngày 5 tới ngày 6 tháng 2 thì sẽ hoàn thành các hạng mục và bàn giao lại để phục vụ bà con. Linh vật rồng trên đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là điểm nhấn thu hút du khách mà còn là biểu tượng cho niềm tin, hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Hình ảnh rồng uy nghi, tráng lệ sẽ tiếp tục là ký ức đẹp trong lòng người dân và du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Với xuân Giáp Thìn năm 2024 thì rồng linh vật của năm hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong đó có giải Tết. Sự sáng tạo độc đáo này đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều chị em.
Và từ xưa tới nay thì việc mặc đẹp đón Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống. Tuy nhiên năm nay thì những trang phục thêu họa tiết rồng đã tạo nên những phong cách du xuân nổi bật. Diện áo dài vào những ngày đầu xuân năm mới không chỉ là một trào lưu mà từ lâu đã trở thành một nét văn hóa mà bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào cũng muốn giữ gìn từ năm này qua năm khác. Từ các cô nàng trẻ trung cho tới các quý cô trung niên, từ các em nhỏ cho tới các chàng trai, mọi người đều diện lên mình tà áo dài và háo hức đón những ngày hội vui vẻ của không khí đầu xuân. Với năm Giáp Thìn năm 2024, những chiếc áo dài đã được biến tấu độc đáo hơn khi được trang trí các họa tiết rồng là linh vật của năm nay. Trong cuộc sống hiện đại, sản phẩm thêu công nghiệp khá phổ biến. Do vậy, nhiều người vẫn thích sản phẩm thêu tay với nét đẹp tinh tế, thể hiện sự kỳ công và chút cổ xưa, hoài niệm. Họa tiết rồng, phượng không chỉ xuất hiện ở áo dài mà còn xuất hiện ở những chiếc váy và cả áo chẩn bông. Mỗi mẫu thiết kế là một hình thêu sống động, khác biệt. Đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, sắc nét là những điều làm cho khách hàng thích thú, trầm trồ khi lần đầu tiên đến với cửa hàng thêu tay này. Sau 2 tháng đặt may áo dài Tết, hôm nay chị Thu Trang đã đến tiệm thử lại lần cuối. Đây là mẫu thiết kế trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân, độc nhất vô nhị, khiến chị rất thích thú. Mình sẽ chọn những màu sắc tươi sáng, ví dụ màu đỏ hoặc là màu hồng, hoặc mỗi năm mình sẽ chọn màu sắc khác nhau. Tôi đã chọn áo nhung này, không khí của Hà Nội nó rất là lạnh, cho nên là mình sẽ chọn cái này nó vừa ấm và vừa thời trang, vẫn tôn ra vẻ đẹp của người phụ nữ. Năm nay là năm rồng, tôi cũng lựa chọn một vài chiếc từ đầu năm đến giờ để chuẩn bị cho năm rồng này. Đấy. Thế đâm ra là chuẩn bị cho cả gia đình luôn, con tôi rồi tôi, đấy, để chuẩn bị đi du xuân. Trong những ngày cao điểm Tết như hiện nay, lượng đặt hàng áo dài dịp Tết đã tăng gấp 5 lần so với những ngày thường. Mất vài tháng để hoàn thành, nên sản phẩm nào ra mắt đều nhanh chóng hết hàng. Các thiết kế sắc màu cũng rất hợp không khí xuân, như các gam màu đỏ, hồng, vàng. Và mọi người sẽ hay đi tham quan các đền chùa. Hình ảnh rồng toát lên vẻ quyền lực mạnh mẽ, đồng thời thể hiện rõ nét văn hóa truyền thống. Trong 12 con giáp ấy, thì con rồng chính là một linh vật biểu tượng đặc sắc nhất, mang tính chất huyền thoại cũng như rằng là gắn bó với cả những chiều phục với những lễ hội truyền thống từ rất là lâu năm. Cái sản phẩm về nhung the rất phù hợp với cả thời tiết giá lạnh của miền Bắc. Xu hướng người Việt Nam hiện nay thì thường hướng về những giá trị truyền thống, những làng nghề để thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam. Bây giờ thì là có cả áo dài nam, khách đến đặt là cả gia đình, 4-5 bố con. Đấy là cũng đặt hết áo dài của nam. Tại vì bây giờ áo dài ấy, nó không phân biệt là con gái hay con trai hay nam nữ nữa, mà áo dài là tất cả ai cũng có thể mặc được. Qua bàn tay khéo léo tỉ mỉ của người thợ, những đường kim mũi chỉ tạo thành những họa tiết rồng phượng nổi bật, tạo điểm nhấn cho trang phục. Các tác phẩm thêu tay không chỉ đẹp mà còn đa dạng mẫu mã, tiện dụng, phù hợp với nhiều độ tuổi và rất được ưa chuộng. Bên cạnh đó, sản phẩm thêu tay còn góp phần lan tỏa nét đẹp của những làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Những năm gần đây thì đến hẹn lại lên, rất nhiều phim Việt chọn ra mắt khán giả vào dịp Tết. Tết thì đã trở thành điểm vàng mà rất nhiều nhà làm phim cũng như khán giả mong đợi. Từ đây thì dần dần hình thành nên một xu hướng, một làn sóng tạm gọi là dòng phim Tết. Với một vài đặc điểm nhận diện tương đối rõ nét, sự sáng tạo trong phim Tết đã mang lại không khí sôi nổi và kích thích sự phát triển của thị trường điện ảnh trong nước. Vâng, phim Tết luôn là sản phẩm văn hóa được khán giả mong chờ mỗi dịp năm mới. Và trong đó thì việc sử dụng bối cảnh xưa cũ này, chất liệu hoài cổ đang trở nên phổ biến trong phần lớn phim Việt chiếu Tết năm 2024. Và với khán giả thì mỗi mùa phim Tết về là một mùa mong muốn sum vầy đoàn tụ để cùng thưởng thức những câu chuyện vui vẻ, ấm áp và nhân văn. Và đây cũng là động lực để giới điện ảnh đầu tư sáng tạo. Và năm nay thì các phim thiên về đề tài hiện đại có nhiều màu sắc nhưng vẫn mang nét chung là sự ấm áp và truyền tải thông điệp về văn hóa, sự gắn kết, yêu thương.
trái với sự vui tươi đoàn tụ thường thấy trong phim Tết. Series phim Tết ở làng địa ngục lại lôi cuốn khán giả với màu sắc ma mị. Phim đã tái hiện khung cảnh đón Tết của người vùng cao, xen lẫn những tình tiết giật gân kinh dị. Văn hóa dân gian Việt Nam thấm đẫm trong từng bối cảnh cũng như trang phục, được coi là thuần Việt hoàn toàn, từ khăn vấn tóc, nón, váy đục, quần áo nam giới. Mặc dù cũng có những sáng tạo nhất định do không phụ thuộc vào một sự kiện lịch sử cụ thể nào. Toàn bộ phụ trang phải Việt Nam trước đã. Bên cạnh đó thì những cái chi tiết, những cái hoa văn thiêu thùa trên từng nhân vật cũng mang ý đồ và để mà hình dung được toàn bộ cái phục trang của cái ngôi làng này thì thực sự nó là một kỳ công rất là lớn. Cái hiệu quả của hóa trang đặc biệt kết hợp với kỹ thuật dùng ánh sáng practical thì nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng đặc biệt cho hình ảnh của phim. Ngành phim của Việt Nam mình đó làm phim về cổ trang rất là khó bởi vì chúng ta có rất là ít những cái tư liệu. Tuy nhiên thì chúng tôi đã tìm ra một cái phương án tạo nên một cái màu sắc đặc trưng cho Tết ở làng địa ngục. Mình rất là thích những cái bộ phim như là Tết ở làng địa ngục. Những cái nhà sản xuất phim họ mang được cái nét truyền thống Việt Nam vào trong lòng trong bộ phim thì nó là một phần giúp cho người trẻ cũng như là những cái người Việt Nam hay là quảng bá được du lịch của người nước ngoài và truyền bá được văn hóa đối với cả thế giới, và người Việt sẽ rất là thích về những cái bộ phim như này. Phim chiếu rạp Tết 2024 vô cùng đa dạng các thể loại nhưng nhìn chung đều hướng đến sự hoài niệm. Sau hai phim Tết liên tiếp thuộc thể loại kinh dị tâm lý là Nhà không bán và Vong Nhi, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường giới thiệu đến khán giả dự án phim Tết năm 2024 mang tên Sáng đèn, có bối cảnh trải dài từ thập niên 1990 đến những năm 2000. Phim muốn mang màu sắc của sự hoài cổ, nhuốm màu thời gian với những con người, đạo cụ, gợi nhắc cho mọi người về thời hoàng kim của những gánh hát cải lương. Ngoài câu chuyện cảm động, phim còn truyền tải những nét văn hóa đậm chất Nam Bộ và lồng ghép nhiều trích đoạn cải lương kinh điển. Cùng lấy bối cảnh những năm 1990, phim Gặp lại chị bầu xoay quanh thời thanh xuân của các bạn trẻ đam mê điện ảnh, diễn xuất. Qua đoạn trailer dài hơn 2 phút, đạo diễn Nhất Trung đã tái hiện những địa điểm nổi tiếng như tiệm băng đĩa, quán ăn vặt tuổi thơ, những phương tiện giao thông như chiếc cắp 50, xe ca, gần gũi, nhiều hoài niệm. Tiếp nối thành công đi vào lịch sử phòng vé Việt của Nhà bà Nữ trong mùa phim Tết năm 2023 với doanh thu 475 tỷ đồng. Đạo diễn, diễn viên Trấn Thành tiếp tục công bố phim Tết năm nay với cái tên Mai. Tuy không đặt câu chuyện vào thập niên 1990 như Sáng đèn hay Gặp lại chị bầu, nhưng phim Mai khơi gợi cảm giác hoài niệm về ngày xưa thông qua hình ảnh bối cảnh chính là chung cư cũ An Bình với lối kiến trúc độc đáo mang màu sắc cổ kính của những năm xa xưa. Quá khứ của tôi tệ lắm. Đây là lần đầu tiên Phương Anh Đào được tham dự một cái dự án ra mắt trong dịp Tết. Nó là cái dịp mà tất cả mọi người đều sum vầy với gia đình, cũng như là mọi người cũng sẽ có thời gian để đến rạp thưởng thức những bộ phim. Em nghĩ là nó không những vui mà nó còn phải mang lại cái động lực, mang lại cái ý nghĩa, một cái tầm ảnh hưởng nhất định nào đó. Trấn Thành nghĩ là một tác phẩm điện ảnh chúng ta không chỉ đánh giá qua doanh thu của nó mà đánh giá vào giá trị nghệ thuật mà nó mang đến, cũng như giá trị tác động vào xã hội mà cái tác phẩm đó khi đến với công chúng. Thì Trấn Thành nghĩ là mình chỉ việc làm tốt việc mình làm thôi, và cái điều hy vọng lớn nhất của Trấn Thành là khán giả sẽ dần dần có được một thói quen là Tết mình không chỉ đến rạp để xem phim vui, phim hài, mà đến rạp để xem phim hay. Tuy hoạt động điện ảnh thời điểm này có nhiều khó khăn, nhưng các nghệ sĩ vẫn nỗ lực để khán giả không cảm thấy thiếu vắng mùi vị giải trí trong dịp Tết. Bên cạnh phim chiếu rạp, phim chiếu mạng, web drama trong dịp Tết được nhiều khán giả mong chờ. Mở màn cho loạt phim chiếu mạng là bộ phim Cậu Út, Cậu Con Cúc, có sự tham gia của các diễn viên nghệ sĩ như Puka, Yên Tuấn Kiệt, Lê Dương Bảo Lâm, Lâm Vĩ Dạ. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm và đạo diễn Nicole hợp tác sản xuất phim Mắc gì Tết hay phim truyện Nhà Tí Ba, mang đến thông điệp nhân văn, gợi nhớ về Tết xưa. Có sòng bài tâm linh quá, có bốn má chơi, ba má thua một. Không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật, Tết Nguyên đán với những nét đặc trưng riêng có của mỗi địa phương cũng sẽ là chất liệu vô cùng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tại Hà Nội thì nhiều hoạt động sáng tạo trong việc tái hiện Tết cổ truyền được diễn ra nhiều nơi và mang nhiều màu sắc và sự sáng tạo khác nhau.
sáng tạo trong việc tái hiện, phục dựng những bối cảnh cùng các hoạt động trong ngày Tết cổ truyền ở Tết Làng Việt được tổ chức tại Làng Cổ Đường Lâm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt như gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, thưởng thức những mâm cỗ truyền thống. Chính những hoạt động mang đậm nét cổ truyền của dân tộc này đã thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ và du khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Lễ hội có rất nhiều hoạt động đa dạng, đồ ăn truyền thống thật ấn tượng và màu sắc sặc sỡ từ hoa và đồ trang trí thật đẹp. Người Việt Nam thì rất thân thiện và mến khách, làm cho tôi cảm thấy rất ấn tượng. Và điều tôi thích nhất ngày hôm nay đó chính là việc học cách gói bánh chưng. Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề Tết Việt, Tết Phố 2024, tại ngôi nhà di sản 87 Mạ Mây cũng vừa diễn ra các hoạt động gói, luộc bánh chưng đón Tết cổ truyền theo cách của người Hà Nội xưa. Hoạt động này được tổ chức với mong muốn truyền tải đến nhân dân, du khách một số nét đặc trưng của ngày Tết truyền thống tại khu phố cổ Hà Nội. Bánh chưng làm từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống của người dân như gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, hành, hạt tiêu, lá dong, lạt rang đã phần nào tái hiện hình ảnh người Hà Nội xưa đón Tết thông qua sự sắp đặt trong không gian vô cùng ấm áp, trang trọng của ngôi nhà di sản 87 Mạ Mây. Là mỗi một cái sự kiện mà chúng tôi tổ chức hoặc là tham gia đồng tổ chức, đặc biệt như là Tết chẳng, thì đấy là một trong những cái hoạt động có tính định hướng rất rõ ràng để làm sao để lan truyền được cái tình yêu đối với di sản văn hóa Việt Nam, di sản của tiền nhân để lại đối với lớp trẻ, đối với những người mà trước đây thờ ơ, bây giờ người ta nhìn thấy một cái hoạt động thú vị như vậy thì họ sẽ quay lại nhìn nhận cái di sản văn hóa một cách khác. Cùng với đó, tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long cũng đã diễn ra nhiều hoạt động như tế cáo trời đất tại Điện Kính Thiên, thả cá chép và dựng cây nêu, mở màn cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội xuân năm 2024. Không gian trưng bày Tết Nguyên đán dân gian truyền thống năm nay đã tái hiện không gian sinh hoạt ngày Tết của một gia đình thị dân ở Kinh Thành với các phong tục như thờ cúng gia tiên và các vị thần, treo tranh Tết, cầu đối Tết, đốt pháo Tết, gói bánh chưng, xin chữ đầu năm, chúc Tết, mừng tuổi hay thú chơi hoa Tết đã gợi lại nhiều những ký ức và cảm xúc đối với những người con Việt Nam. Lại và lại thấy cái quang cảnh Tết năm nay thì so với những năm trước ấy, thì thấy nó lại đầm ấm hơn, và nhất là đi qua cái gian giới thiệu có cái hình ảnh nồi bánh chưng và gợi lại những cái hình ảnh rất là truyền thống của Việt Nam, những từ những cái món ăn này hay là từ những cái dụng cụ dùng hàng ngày. Tham quan Tết truyền thống của người Hà Nội xưa thì có cảm xúc như là được về lại cội nguồn của mình. Em biết thêm nhiều về truyền thống của người Hà Nội xưa. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, thành phố sẽ có hơn 1.200 lễ hội truyền thống với quy mô tổ chức khác nhau, trong đó phần lớn tập trung vào đầu năm mới. Trong đó, nhiều lễ hội truyền thống lớn của Hà Nội bắt đầu vào mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng, như lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa, lễ hội Chùa Hương, lễ hội Đền Sóc Sơn. Nhiều địa phương đã lên kế hoạch tổ chức với các nội dung hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu du xuân của người dân thủ đô cũng như các du khách trong dịp đầu xuân năm mới.